Radio số 76, Tranh Vanh Tuổi Trẻ. Thanh xuân của chúng ta là chuỗi ngày băn khoăn, trăn trở, có muôn vàn lối rẽ. Biết lối rẽ nào an toàn để lựa chọn bước đi. Có khi nào ta hoài nghi chính mình, có khi nào ta tự hỏi lòng rằng hành trình của tuổi trẻ rốt cục là tìm đến nơi nào. Mời các bạn lắng nghe Radio số 76, Tranh Vanh Tuổi Trẻ. Tôi phải đi con đường nào? Cô muốn đi đâu? Tôi không biết. Thế thì cô đi con đường nào cũng vậy thôi. Đây là đoạn hội thoại của cô gái Alice với chú mèo trong xứ sở thần tiên. Tuy ngắn ngủi, nhưng nó đã thức tỉnh bao nhiêu con người trong chúng ta. Đã bao giờ bạn dừng lại và tự hỏi mình đang đi đâu trong hành trình của cuộc đời mình? Hay là bạn cũng không biết mình đang đứng ở đâu giữa cuộc đời này? Mà chắc cũng không sao. Tuổi trẻ mà, ai rồi cũng có những tháng ngày như vậy. Nhưng mà đừng tranh vênh quá lâu nhé. Bạn vừa tròn 18, vừa nhận được tin mình chật trường đại học mà mình ưa thích, hoang mang, lo sợ, tranh vênh, buồn bã, thất vọng. Bao nhiêu cảm xúc trong lòng bạn đã được dấy lên. Bạn vừa bước sang tuổi 23, bắt đầu rời ghế nhà trường và bước vào cuộc đời thực. Mông lung, xa lạ, vấp ngã, chắc bạn cũng đã trải qua rồi. Bạn qua 25 mất rồi. Tự thấy mình vẫn còn trẻ, mà sao mọi người xung quanh lại khiến bạn trở thành bà cô già với muôn vàn ý nghĩ bao giờ lấy chồng. Bạn rơi vào khủng hoảng giá trị sống và niềm tin, không biết bám phíu vào đâu. Bạn mắc kẹt giữa thực tại và mơ ước, giữa trách nhiệm và sự hồn nhiên. Nhìn bạn bè công việc ổn thỏa mà hoang mang lo lắng, vừa vui cho bạn, vừa ghen tị, tủi hờn và trách mình. Bao mơ ước chỉ còn lại là ước gì có việc làm. Bao hoài bão thay bằng những công việc lặp lại, nhàm chán, bức bối. Can đảm thế nào đây khi đầy rủi ro, sải chân lỡ bước là sai. Đời làm gì có thi lại với học lại. Khi áp lực cuộc sống bắt đầu gõ cửa tâm hồn trong trẻo, bạn cảm thấy mình có trách nhiệm phải tự nuôi sống bản thân, gia đình. Khi cuộc sống trở nên khó khăn nhất, lại là lúc bạn cảm thấy mình cô đơn và lạc lõng hơn cả. Không có một ai để bạn có thể thực sự bám phíu lấy và dựa vào. Bạn tranh vênh. Nhưng bạn ơi, chưa bao giờ là quá muộn. Dù là tuổi nào đi nữa, cũng chưa bao giờ là quá muộn để làm lại, để thay đổi, để bắt đầu một điều gì đó. Không còn nữa những ngày gian khó, không còn nữa buồn lo dâu đi trong lòng, ta được sống thêm một lần nữa, tựa như giấc mơ khi người đến ân cần yêu thương, ta được thấy ngày mai sáng tươi muôn màu, ta được sống bên trời thơm ngát đẹp như giấc mơ. Cảm ơn người làm sao để biết đâu là con đường đúng? Chẳng phải như Alice ở xứ sở thần tiên, nếu không biết mình muốn đi đâu thì có nghĩa đi con đường nào cũng vậy thôi. Trong cuộc sống của những người trẻ như chúng ta sẽ có những giai đoạn hoài nghi về con đường mình chọn lựa. Liệu đây có phải là con đường dành cho mình hay không? Có nên quay đầu hay bước tiếp? Hay là rẽ sang một bước ngoặt mới? Khi đó, hãy dành ra thời gian và suy nghĩ về những điều sau đây để tìm ra câu trả lời. Chúng ta cứ đi, đi trong vô định, rồi hết cái sai này đến cái sai khác chồng chất lên nhau. Theo năm tháng, chúng ta bắt đầu thỏa hiệp với con đường mình đã chọn.
tức là đi đâu cũng được, đến đâu cũng chẳng sao. Vậy sao ngay từ đầu chúng ta không can đảm chọn con đường mình thực sự muốn đi? Bởi vì con đường dễ đi nhất là con đường của chính bản thân mình. Chúng ta có quá nhiều lo lắng, chúng ta có quá nhiều sự thỏa hiệp và chúng ta sợ sai lầm. Nhưng bạn à, thật ra người ta không học được gì nhiều từ sự chiến thắng. Trái lại, những sai lầm sẽ nâng chúng ta qua dòng bão của cuộc đời. Cho đến khi bạn đủ mạnh để bước đến cái đích cuối cùng của mình, đừng đi vội khi bạn chưa thực sự biết chắc rằng mình muốn điều gì. Bởi vì không ai biết phía cuối con đường kia có gì đang đợi mình. Bước từng bước một cho đến khi bạn thực sự tin chắc rằng đường của mình đây rồi. Bởi vì ngay cả việc can đảm chọn con đường mình đi còn không dám, thì bạn nghĩ mình sẽ làm được điều gì lớn lao hơn? Đối đãi tốt với tuổi trẻ thật ra cũng chẳng phải là to tát vĩ đại gì, chỉ là cách mình nghĩ, cách cư xử với chính bản thân mình. Để rồi một ngày nào đó nhìn lại, chúng ta có thể mỉm cười chứ không phải là hối tiếc. Là chúng ta đã được sống những ngày như vậy, chứ không phải là đã từng sống như thế. Nhìn lại những tháng ngày đã qua, bạn có tự dưng lại thấy có lỗi với bản thân mình không? Làm sao mình lại có thể sống như vậy, ngốc nghếch và ngây khờ đến vậy? Sống vì người khác quá nhiều, lại chẳng quan tâm đến cảm xúc của bản thân. Tuổi trẻ không biết tự chăm sóc bản thân thì sau này than trách ai? Thời gian thì cứ ngày trôi qua, tuổi trẻ thì ngày càng ngắn lại. Chúng ta hãy đối đãi thật tử tế với bản thân mình đi, để nhỡ sau này có nhìn lại còn có thể bình thản mỉm cười rằng đã có một thanh xuân thật vẹn tròn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình radio của website girly.vn, được phát trực tuyến tại website girly.vn. Mọi thư từ đóng góp xin gửi về mail girly.vn@gmail.com hoặc website www.girly.vn. Hẹn gặp lại các bạn vào số radio kỳ tới. Một mình, ôi ta thích một mình.